Hello các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại một chế độ chơi mới của Naraka Bladepoint mang tên Blood Sport. Đây, để có thể lựa chọn được chế độ chơi này các bạn kích vào đây và ấn tìm kiếm như thông thường. Thì đối với cái chế độ này thì phía nhà phát triển Naraka Bladepoint đã mới cập nhật nó vào phiên bản cập nhật ngày sáng nay là 14 tháng 10. Vì là một chế độ chơi mới nên được rất là nhiều game thủ đã lựa chọn để tiến hành thử nghiệm. Tôi đang nghi rằng khi mà cái chế độ chơi này ra mắt thì rất có thể chế độ chơi danh solo của chúng ta sẽ tìm kiếm trận khó hơn rất là nhiều, khi người chơi có thể tham dự vào đây để luyện kỹ năng cũng như là so tài PK nhiều hơn. Đấy, ngay sau khi mà tìm được trận đấu thì chúng ta vẫn vào một cái sảnh chờ như thế này. Một trận thi đấu sẽ gồm có 16 người chơi và hành trang chúng ta mang đi chỉ gồm có một bình máu, một bình giáp, 12 cái móc và hai cái sở đồ. Dĩ nhiên thì nếu mà trong một cái trận solo sống còn thì tôi nghĩ là những cái này chúng ta sẽ hiếm khi sử dụng tới, ví dụ như kiểu sở đồ hay là bình máu, bình giáp thì rất là hiếm cơ hội để chúng ta sử dụng. Đây, sẽ có một bảng chia thi đấu như này. Ô, có kinh solo các bạn ạ. Thật không ngờ, giật rất tình cờ khi mà trận test của tôi để quay lại video cho các bạn lại có cả kinh solo. À, thằng em tôi. Rồi, vào trận. Trong cái thời gian chờ đợi này thì vẫn phải load map như bình thường các bạn nhé, như những chế độ chơi bình thường. Chúng ta vẫn phải chờ đợi để game load và đưa chúng ta vào khu vực thi đấu chính thức. Chọn nhân vật thì để mà solo mà nói thì tôi sẽ sử dụng đến Takagi, một trong những vị tướng mà tôi hay mang đi để leo danh solo. King solo thì đang ở bảng bên kia. Để có mà gặp nhau, vì bọn tôi đều ở hai bảng, hai phía bảng khác nhau, thì rất có thể tôi và King solo có cơ hội gặp nhau ở trận chung kết nếu như mà tôi toàn thắng ở bên phía bảng này. Đấy, là trận thi đấu đầu tiên của tôi với một người chơi đang sử dụng con Vandakui. Mày quá, không parry. Ôi trời ơi, đơn giản game dễ. Có lẽ tôi là người kết thúc trận đấu sớm nhất trong cái cuộc thi đấu lần này. Ở đây các bạn có thể để ý đây, một cái map thi đấu nó được bo bốn góc này nhá, có những cái bức tường chắn kìa. Đấy, nó là một cái hình vuông nhỏ nhỏ như này thôi, để những người chơi không thể bay được ra bên ngoài. Ví dụ như kiểu các bạn có gặp con Matari đi chăng nữa thì nó cũng không có thể chạy quá xa được. Trên map thì có những cái vũ khí tay dài đấy, tôi vừa nhặt cái khẩu súng. Các bạn kết thúc trận đấu nhanh thì các bạn sẽ phải chờ đợi những người chơi khác, họ vẫn đang thi đấu. Đấy, xong rồi này. Những ai mà bị thua cuộc thì sẽ tối, bị bảng tên nó bị tối đi. À, một cái điều thú vị nữa trong cái chế độ chơi này thì những vị tướng nào mà các bạn đã sử dụng sẽ không được sử dụng lại đây nhá. Con Takagi tôi vừa sử dụng trận trước rồi thì không được pick lại nữa. Và đao cũng thế, vũ khí cũng thế. Đấy, vũ khí đao tôi vừa dùng rồi thì trận này không dùng được. Đối thủ của tôi cũng sẽ như vậy thôi. Takagi. Nhân. Ui, combo. Combo cứ phải gọi là... Ê, 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 ê. Game dễ. Ôi, quả đấy tôi parry trúng thì chỉ có chết luôn này. À. Được ạ. Một hit nữa thì ông này đi mà. Mình cứ bình tĩnh thôi. Ôi. Thôi bỏ mẹ rồi, hồi kịp rồi. Ôi, ăn cứt rồi. Tôi cố tình vẫn không thể nào bỏ được cái tính là vờn đối thủ. Mặc dù tôi biết là tôi sẽ thắng đấy, nhưng mà tôi cố tình để cho đối thủ đánh tôi còn mất còn có nửa cái máu như này. Đấy, không đi ra được qua khỏi những cái khu vực bị chặn này các bạn nhá. Đấy, đối thủ của tôi tiếp theo thì vừa rồi sử dụng con bài Yotohime rồi. Tôi cũng không được pick lại nữa, bây giờ lấy Vandakui đi. Trong những cái ba vũ khí còn lại nhé, tôi chơi được mỗi thương. King nó đã sử dụng cát với cả Vandakui rồi. Đây, ông này thì chắc chắn sẽ sử dụng một con bài nào đấy, Takagi chẳng hạn. Biết ngay mà, tại vì ông ấy pick hai con kia rồi, hai con đấy bị loại bỏ.
Đào. Ui. Từ từ, đào thì dễ parry thôi. Lựa lựa cái là tôi parry được, tôi lấy lại cái đào này luôn đấy. Lấy đao. Lùi. Đấy rồi. Cầm đao tôi đánh tự tin luôn đi. Các con mẹ. Hai phát bay đi. Đi. Game là dễ. Nếu như King Solo chiến thắng thì tôi sẽ gặp King Solo trong trận chung kết. Ờ nó thắng thật rồi. Oan ra ngõ hẹp rồi. Mẹ gặp ai không gặp gặp thằng King Solo này. À. Đến với chế độ đến với trận đấu chung kết thì chúng ta sẽ được sẽ đánh theo hình thức là BO3 nhá. Thắng 2 là thắng luôn các bạn ạ. Sẽ chọn trước 3 vị tướng chỉ định của mình để tham gia 3 trận đấu. Thua 2 thì coi như cút luôn thôi. À tôi cứ sử dụng Takagi trước đã. Gặp thằng King thì bây giờ làm sao mà liên lạc được với nó, là anh đang quay clip để nó thả mình bây giờ chứ lại. Thôi à, tôi sẽ cố gắng đánh hết sức thôi. Đéo biết nó có biết điều nó thả mình không. Rồi đánh con này thì kinh rồi. Vipening à, mẹ móc con trước. Ôi thôi. Ôi em ơi. Mẹ nó chém anh nó như chó rồi. Thôi, xong rồi. 1-0 mẹ rồi. Này tôi đánh kiểu gì nữa đây. Rồi buông. Không còn cơ hội để mà bật nữa luôn. 1-0. Đấy bảng đếm tỷ số nó sẽ ở phía trên cơ các bạn ạ. Con này thì tôi tự tin hơn này. Hy vọng rằng sẽ có một trận gọi là trận Ok, cái thằng này nó tỉnh quá. Ném trượt mẹ rồi. Nhờn với tôi. King Solo. À dùng ép ta cái gì à. Mẹ nghe thì tính rồi, cứ tưởng nó nhả kiếm khí ra. Rồi thôi. Ờ làm sao King. Ôi, King ơi. Mà vẫn đéo thả tôi anh em ạ. Đấy, vậy là kết thúc cái chế độ chơi Blitz Sport này. Hoa Sơn Luận Kiếm. Vào đây thì các bạn có thể yên tâm rằng là các bạn chỉ gặp người chơi, không gặp bot nhá. Cải thiện kỹ năng thi đấu rất là nhiều. Mà tìm trận đấu nó nhanh. Ok, bye bye các bạn.